Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một chương trình Airdrop nhận 16 top cần có cái là quay nè các bạn. Thì chương trình Airdrop này nó chỉ random cho 1.000 winner thôi bạn. Thì tổng số phần thưởng là có 16.000 top cần quay. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình mở link thông các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter nữa. Mình định không có làm dự án này nhưng mình thấy dự án này nó có đối tác khá là lớn mạnh luôn rồi mình làm luôn các bạn. Rồi bạn theo dõi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn xác nhận nè. Rồi tiếp tục các bạn đăng lại bài Airdrop nè. Các bạn bấm giải test lại nè. Các bạn test lại nè. Rồi các bạn like nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bấm update nè. Rồi bạn bấm vào verify xác nhận nè. Tiếp tục theo dõi trên minimum nữa nè. Bạn chạy xíu nữa. Trên minimum thì bạn follow nữa các bạn. Rồi bạn bắt up nữa. Rồi các bạn chờ chút xíu các bạn. Chờ có khoảng 2-3 giây nha các bạn. Rồi các bạn vô tay luôn đi. Rồi các bạn bắt up lên đi các bạn. Không được nữa, thôi rồi đem lót trang lại cái. Rồi tiếp tục còn join group cái chơi lên các bạn. Join chào group nè. Rồi các bạn bấm vào để coi có ai không. Rồi các bạn chơi gì các bạn. Rồi tiếp tục join cái chơi lên nữa nè. Rồi các bạn bắt đáp lên nè. Rồi tiếp tục các bạn gọi địa chỉ với ETH C 10 trên dưới chocolate tất cả các bạn nha. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH mình nè, bạn dán vào đây nè. Rồi bạn bấm submit. Tiếp tục các bạn dùng địa chỉ với solet.io nha bạn. What solet wallet. Thì các bạn mở cái địa chỉ Google ra các bạn chấm vào solet.io nè các bạn. Bạn nào chưa có tài khoản thì tạo tài khoản các bạn. Rồi bấm ok nè. Các bạn nhập mật khẩu mình vào nè các bạn. Rồi bấm block. Rồi các bạn copy địa chỉ son mình nha các bạn. Rồi các bạn trở về cái link web hồi nãy nè. Rồi các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi bấm vào submit nè. Rồi tiếp tục thì các bạn chỉ việc copy link web này mình chia sẻ cho bè cho cái thằng nó kiếm liên tục cần các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.